Tột nói bậy chẳng khác
khắp pháp giới tôn pháp. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Đại Thế Chi Bồ Tát Thân Trị Sáng Vô Biên Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Đại Hải Chúng Thân Hải Nghiêm Phương Tri Khắp Phạm Giới Thân Hải Chúng. Lương vừa ung chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa lòng con kính ngưỡng thiết tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chánh minh. Nam mô trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm mà khi mang bao thân này sanh qua cõi từng là ai Nam Mô Tây Phương từng là làng thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Nam mô Tây Phương cưng làng thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phẩm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội
Phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian, dung sanh chúng sanh ở nửa cưng là lòng lấy hơn hẳn thế gian. Đồng một hình thế không có tương sai biệt, chỉ vì thuận theo lệ lối các phương khác nên có tên thiên nhân này. A Nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin, đứng bên đế vương diện mạo hình trạng há có thể sánh bằng không. Đế vương nếu so với chuyển luân thánh vương thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin. Chuyển luân thánh vương ngoại bậc nhân, nếu so với vua cung trời đau lời lại càng xấu tệ. Trời đế thích so với cõi trời thứ sáu thua xa trăm ngàn lần. Cõi trời thứ sáu tuy dung màu xinh đẹp ngàn vạn lần, làm sao sánh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn. Ở cõi cực lạc được tên như cung điện, y phục ấm thật như là những vật ở cung trời tha hoa từ tay. Còn như hoài đứng phân vị thần thông miên hoa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ưng lần hơn tất cả cõi nhân thiên, không thể tính nổi được. A Nan nên biết coi nương cực là của Phật Vô Lượng Thọ, có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế. Phẩm mười chín thọ dung đầy đủ lại nửa chúng sanh ở thế giới cực lạc. Hoàng đã sanh, hoàng đang sanh, hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy. Hình dung tướng màu đoan nghiêm phương đường vô lượng trí huệ sáng suốt, thân thông tự tại thọ dung phong túc cung điện phục sức hương hoa. Phàm cái tất cả đều trang nghiêm, các sự cần dùng đều theo ý muốn. Khi muốn ăn chèn bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra, trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn. Tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn, chỉ thấy sắc người hương ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng. Không có đài tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng, không tham luyến hương vị dùng rồi liền biến mất. Đêm giờ ăn lại hiền ra lại có nhiều y phục bao đẹp dài, mũ áo bằng anh làm trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng. Tất cả tự nhiên mặc vào thân nhà cửa xứng với hình sắc. Lưỡi bảo dặn trên không linh bảo treo thắm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sang người hình sức tráng lệ lầu cáng lan cáng mái hiên điện đường rộng hè vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung ẩn trên đất bằng. Thanh tình yên ổn vi diệu an vui tì đầy đủ. Phẩm hai mươi gió đứng mưa hoa cõi nước đứng Phật đó. Đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên, làm lay động lưới văn và cán cây bao phát ra âm thanh vì diệu diễn. Nói pháp khổ không vô thường vô ngã, càng ba la bằng lửa vô vàng thứ hương đứng. Ai nghe được rồi phiền não tập khí tự nhiên, không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chứng được diệt tận định.
lại thối mây hàng cây bao thối hoa thụ lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đất thứ lớp theo sắc không có tạm loạn êm dịu sáng sập như đâu la miên chân đi lên lung sau bổn long tài khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cũ qua cõi giờ ăn hoa ấy tự mất mặt đất xanh sẽ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiên rơi cùng khắp như trưa không khác như vậy sau lần mỗi ngày đêm phẩm 21 xem bao và quan lại có nhiều hoa cùng khắp cả nước mỗi mọi hoa báo có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tia huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng nhiều bao trăm lánh kỳ là sáng chiếu như nhân nguyệt hoa sen to lớn hoặc nửa do tuần hoàng một hai ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phán ra 36 trăm ngàn ức tia sáng trong mỗi ánh sáng có 36 trăm ngàn đức Phật sắc thân tự kim tướng có khổ đặc mỗi mỗi đứng văn lại phóng ra trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương nói pha vì diệu chữ Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo phẩm 22 quyết kinh cực qua lại này a nan coi nước đứng phần đó có cảnh tối tâm đèn đuốc nhật nguyệt tinh tú ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim số lại không có sự tham đắm nhà cửa mọi nơi không có danh hiệu tiêu thân cũng không có nhà ở riêng biệt chỉ có sự thọ thanh tịnh an là tối thượng nếu có trai lành gái tín nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định quyết sẽ chứng được a nào đã la tam hiệu tam bồ đề tại sao vậy nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc đường phẩm 23 mười phương chư phật tan tán lại nữa nàng hằng hà xa số thế giới ở phương đông trong mọi thế giới có hằng xa đức phật xuất thương lưới rộng dài phóng vô lượng quang minh nói lời thành thật khen ngợi trong đức vân ca tư nghi của đức phật vô lượng to hằng xa thế giới chư phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tăng như thế tại sao vậy vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đức phật vô lượng thọ phán tâm tăng tình nhớ nghĩ thọ trì quy cúng dường cho đến pha một niềm tình tin nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc ấy tùy nguyện vãng sanh được vẫn thôi chuyện cho đến qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phẩm 24 ba bậc vãng sanh này a nan chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hạnh
Phật thương phẩm lại những người xuất gia lìa tham dục làm sa môn phát tâm bồ đề. Chuyên tâm niệm Phật A Di Đà làm các công đức nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi bàn chung đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiện lên trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó. Tự nhiên hoa sanh trong hoa sen bảy bao trí huệ dòng mạnh thần thông từ tại này. A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc. Nhóm chưa được căn lành nào nên đêm hồi hướng do thấy được Phật, nên khi sanh về nương đó được Phật bấm thôi chuyện cho đến quả vô thượng bồ đề. Hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng bồ đề. Chuyên tâm niệm Phật A Di Đà tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tường cung dường, treo phan đốt đèn dẫn cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Khi mạng chúng hóa thân đơn Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tương tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó. Nhịp thọ tim nhân liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc. Ở bằng băng thôi chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hàng hà phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề. Chuyên tâm niệm Phật A Di Đà vui mừng tin sau còn chút nghi ngờ lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mạng chung mong thấy đức Phật cũng được vãng sanh công đức trí huệ kế bậc trung. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về cực lạc. Nghe pháp rộng sao hiểu rốn ráo cho đến được muôn niệm thanh tịnh pháp một niệm nhớ nghĩ đến đức Phật đó. Người này mang chúng thấy Phật A Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nước cực lạc. Được bấm thôi chuyện vô thượng bồ đề lại này. A Nan, nếu có trai lành gái tin nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực là phát tâm bồ đề. Dự cán giới cấm bền vững không phạm lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ khiến được an vui hằng nhờ nghĩ đến đức Phật A Di Đà và cõi nước cực lạc ở phương Tây. Người ấy khi mang chúng có sẵn tượng trang nghiêm như Phật sanh về cõi bao mau được nghe pháp vĩnh viễn không thối truyền. Phẩm 25 chánh nhân vãng sanh lại nữa. Nàng, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không siêng năng
tăng thiền định nhân hết lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vật, không tròn cấm không dâm dục, không nói dối, không theo dệt, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc. Có nhiều công đức, nhiều sở trang nghiêm chí tâm quy, đảnh lễ cúng dường người ấy khi mạng chúng không kính sợ tâm không rồi loạn liền được quang sanh về cõi cực lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới nhưng tâm thanh tịnh, lúc rảnh rồi yên tĩnh thân tâm tuyệt dục bỏ lo lắng từ tâm tinh tân, không hờn giận gánh ghét, không tham tiếc kẻo tiệt, không ăn hận hồ nghi hiếu thuận trong tin, tin sau lời phần dạy, tin làm lành đánh phước phùng trì ca pháp, như vậy không được thiếu mâm suy nghĩ chính chắn, muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà. Trong mười ngày mười đêm cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ, khi mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát, những người vãng sanh đều được bất thôi chuyển. Thân sẵn đủ 32 tướng tốt sẽ được thành Phật, nếu muốn thành Phật ở một phương coi nào khác theo tâm ước nguyện, tùy sự chuyên cần sáng tối cầu đạo công ngừng nghi sẽ được cánh qua không mong chi nguyện này. A Nan, do điều lời này nên vô lượng vô số bông ca tư Phật vô lượng thọ. Phẩm 26 lệ cũng nghe pháp lại nữa. A Nan, chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới muốn đánh lệ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc, đem hương hoa tràn phàm bao cái đến chỗ Phật cũng kinh cũng dường. Nghe giảng kinh pháp và xướng danh ca ngợi sự tuyên dương hoa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng đông phương ca cõi Phật số nhiều như hằng sa. Hằng sa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ, Nam Tây Bắc bốn phương thường hà cũng như vậy. Thấy chi tâm tôn trọng dân cúng ca trân diệu phát những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thần. Cứu cánh thần thông huệ chứng nhằm sau pháp môn nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi lớn trong cả sự cúng dường siêng tu không biến trẻ quan cõi thù thân kia vì diệu khó nghĩ bàn. Công đức rất trang nghiêm cõi phần khá khó bằng, nhân phán tâm vô thượng nguyện mau thành Bồ Đề. Bây giờ vô lượng thọ kim dung hiện, mỉm cười hào quang từ miệng ra chiếu khắp mười phương cõi, rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào đánh phần. Bồ Tát thấy quang này liền chứng bấm thôi chuyển, tất cả chúng trong hội đều vui mừng hơn hở lời Phật như
sấm vàng. Tiên ban âm vi diệu Bồ Tát mười phương đến Di Đà thâu rõ tâm chi cầu cõi nghiêm tinh thọ ký xe thành Phật vi rõ tất cả pháp như mộng huyền tiên vang tròn đầy các diệu nguyện. Quyết thành như cần là phía cõi như ảnh tượng phán tâm thể lớn rốn ráo hạnh Bồ Tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo Bồ Đề thọ ký sẽ thành Phật thông đà ca pháp thành hiện tại không vô ngã chuyên cầu tịnh cõi Phật. Quyết thành như cực là nghe pháp văn phùng hành đà đến chỗ thanh tịnh tất được vô lượng tôn thọ ký thành chánh gia thù thắng vô biên cõi do nguyện lực Di Đà. Nghe danh cầu vãng sanh đến bằng vân tôi chuyển lâm thề nguyện Bồ Tát nguyện cõi này không khe cấm độ hình thầy chúng đều phán tâm Bồ Đề bỏ thân luân hồi rồi đều đường lên bờ giáp cùng sự bản ứng Phật giáo cấm căn cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cưng làng. Phẩm 27 ca tháng Phật đứng này A Nan Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ oai thần của Phật trong khoảng bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường những hoa hương tràn phan. Đồ cúng dường khởi tâm liền hiện đủ căn tứ trân bảo thù thắng trên tay thế gian không thể có để cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát nếu muốn rải hoa liền trên không trùng khắp hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn. Lớn có trăm ngàn sắc sang mọi sắc có hương thơm khác nhau tỏa ngát muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười gió tuần cứ vậy lớn dần trầm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó trước sau thừa lớp ân hiện nếu không có ai cũng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên không vang tiếng nhạc phi diệu tán thán Phật đức chốc trong lá trở về môn quốc tu hòm tái giảng đường. Thần bảo nghe Phật vô lượng to rộng vàng diệu pháp tâm ni thông trìa vui mừng đài ngộ lại có gió thơm thôi hàng cây báo quát âm thanh vì diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo ý nguyện cúng dường không dứt. Chư tiên đem trăm ngàn hoa hương vàng thứ ký nhà đến cũng dường Phật và chúng Bồ Tát thanh văn chư tiên trước sau qua lại hân hở vui mừng là do sức oai thần bốn nguyện của Phật vô lượng thọ và đã từng cung dường cán đứng như lại có căn lành tương tụng không giảm theo kheo tu tâm kheo nhiêm thủ kheo thành tựu vậy. Phẩm 28 đại sĩ thần quan này A Nan chúng Bồ Tát tài cõi Phật đó nghe thấy hết khắp cả không gian và thời gian biển thế tâm ấy thiện ác lời nguyện cầu kia nào được thoát ly lục đạo được khai ngộ được vãng sanh của chư thiên nhân loại cho đến các loài bò bay xuân đồng chúng thanh văn ở cõi Phật kia có
thân sanh tam thừa cảnh sanh của Bồ Tát chiếu xa một trăm do cần. Có hai vị Bồ Tát tôn quý bằng nhân hoài thần và ánh sáng chiếu khắp ba ngàn cả ngàn thế giới. Tôn giả Nan Thư Phật bạch Đức Thế Tôn, hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì? Phật nói một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi Ta Bà tu hành, Bồ Tát được sanh về cõi Cực Lạc, thường ở hai bên Tả Hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật, liền đến hiện ở thế giới này, làm nhiều sự lợi lạc những trai lành gái tin ở thế gian. Nếu có tai nạn ngặt nghèo hoang sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29 nguyên lực hoàng sau lại này, A Nan Tăng Ca Bồ Tát ở cõi Phật này hoặc hiện tại hay vị lai đều rất rôn rao được những sanh bộ sư chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh. Làm sư tử không mặc áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thề nguyện của mình. Tuy sanh trong đời an ngũ trược, thì hiện đồng loài cho đến thành Phật, không mà có tu sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Ý của Đức Phật vô lượng thọ muốn độ thoáng tăng ca chúng sanh khắp mười phương thế giới, sanh về cõi Cực Lạc đã đến niết bàn. Đã làm Bồ Tát thì quy chân thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ thoáng. Triển chuyển không nghĩ thanh văn Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi Phật đó đạt đến niết bàn. Chứng quá Phật số nhiều không thể tính được, trong cõi Phật đó chỉ có một pháp không có tăng thêm. Vì sao vậy? Vì như biển lớn là vua cá, dòng nước chảy vào biển cả, nước trong biển ấy cũng không thêm bớt. Cõi Phật A Di Đà bên biển rộng lớn sáng đẹp, mang lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lụy đến khi con làm Bồ Tát ân đức bồ thí của Phật vô lượng thọ khắp mười phương công cùng Cực sâu rộng không lường không thể nói hết đường. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì lại này, A Nan thiền định trí tuệ thần thông ngoại đức căn, vì Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn mật tạng. Chư Phật rất sâu xa rốt ráo sanh tỏ điều phục cả căn. Thân tâm nhu nhuyễn tâm nhằm chánh huệ không còn dư tâm, thân hành theo lời Phật dạy hành, thân giác chi tu ngũ nhãn rõ biết chân đế đà cá tục đế nhục nhãn, thì so đó thiên nhãn thấy thông suốt. Phạm nhãn thấy biết thanh tịnh, huệ nhãn biết rõ chân không, phần nhãn đầy đủ công năng biết rõ phạm tánh biên tài tổng trì từ tại vô ngại, biết rõ vô biên phương tiền ở thế
cứu độ ca ưu tình nhiên nói chân pháp vô tưởng vô vi vô phược vô thoát vô phân biệt xa lìa điên đảo đôi vận thọ dùng không có tư tưởng chiếm giữ đi khắp cõi phật không ưa không chán không mong cầu cũng không chăm trưa cũng không có tưởng oán hận đây kia vì sao vậy các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi ích xa lìa chấp trương thành tựu vô lượng công đức dùng chân thần trí thấu rõ các pháp là như như biết rõ phương tiện giảng giải về tứ đế không tinh hồng thuyết thế gian tinh luận thánh pháp biết tất cả pháp đều không tịch tâm khi việc nào chứng ba sở trí chứng đều chứng sành ở trong ba cõi bình đẳng xuyên thu cứu cánh nhưng thừa đến bờ giải thoát quyết dứt lời nghi chứng vô sở đắng dùng phương tiện trí tăng trường hiểu biết an trụ thần thông được nhưng thừa vẫn quá không nhờ vào người khác phẩm 31 công đức chân thần trí huệ uyên tâm như biển cả bồ đề cao rộng như tu chi thân sáng chói như nhân nguyệt tâm trong trắng như tuyết sơn nhẫn nhục như đất bằng bình bình đẳng tất cả thân tình như lửa cửa sành trần có hưng hưng như lửa đốt hết phiền não không chấm trước như gió không vì chương ngài pháp âm như sấm vang tân tình kể chưa giác mưa pháp cam lộ tâm nhuận chúng sanh thanh thản như không bao dung tất cả thanh tịnh như hoa sen lìa xa ô nhiễm như cây nỉ câu che khắp rộng rãi như chùy kim cang phá tan tà chấp như núi tia phi tà ma ngoài đạo không loay chuyển đường tâm danh trời khéo giỏi quyết định luận pháp không chán cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly trong ngoài sáng sanh phạm nói điều gì đều làm cho người vui tín phục đánh trong pháp làm pháp trang sang huệ những phá si ám thuần tịnh ôn hòa tịch định an nhiên làm đại đạo xưa điều phục tử ta dân dân quần sanh xa bỏ ai trước ta hẳn ba đồng thung dung từ tài nhân duyên nguyện lần phá sanh thiền căn phá dẹp ma quân tôn trọng cúng dường chữ phần đèn sáng cho thế gian ruộng phước tội thân an lành tồn bập tham thọ cúng dường hiền hách hoàng hỷ mạnh bào không xa xa thắng cương đẹp đẽ công đức biên tài đầy đủ trang nghiêm không ai sanh được thương được chư Phật khen ngợi Bồ Tát rộn rao cán ba la mận an trụ vào tam ma địa bất sanh bận diệt giáo hóa khắp nơi cán quấy hàng nhi thường A nan ta nay lượng nói chân ta công đức càng hàng Bồ Tát ở thế giới cưng là kia tất cả đều như vậy nếu nói rộng ra trái trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được phẩm 32 to là không cùng tầng phần bảo di lăng Bồ Tát và thiên công đức tri huệ của thanh văn Bồ Tát ở cõi đức Phật vô lượng
kìa vi diệu an lạc. Thanh tình như vậy há còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tinh độ tự nhiên thành tự xuất nhâm cũng dường quán kinh tu đà pháp hy vẹn toàn trí huệ sang suốt tâm mà không cõi chuyện. Ý không giải đại ngoài hiện án nhàn trong a lại tịnh tấn dung cánh trùm cả thai hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trần thân tâm khiết tình. Không tham nhiệm ai chi nguyện cương định không tăng chẳng giảm cầu đạo hòa chánh không bị tà tâm quên đạo tuân lời Phật dạy quyết không trái phạm nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác. Không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rỗng như không không làm một pháp bình thản không tham dung tròn thanh thiền nguyện giống lòng cầu tiến từ bi ai mẫn lễ nghĩa gồm đủ sự lý viên dung đã đến giải thoát từ thân bản nhiên hoàn toàn thanh tịnh chi vô thượng thân tâm tịnh định an lạc hốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ triệt để thấy được thật tướng ca pha bản thể vũ trụ quang sanh xen nhau tất cả chỉ là như như biên chuyển vô cùng uốn đơn việc thành thân bảo năm ra vàng vàng sáng sanh hiển lộ tốt đẹp vô cùng không gì sanh đường rõ ràng không trên dưới thông suốt không ngăn mé vậy phải hết sức siêng năng tinh tấn tu tập quy chánh đưa quán sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật A Di Đà. Chấm dân năm thu đông kiên an đạo đàn đạo không có vạn sanh há lại không được sao cõi kia không trái lẽ thuận theo tự nhiên bỏ tất cả như không. Thiên năng niệm Phật cầu sanh quyết đến cực là thọ mạng an lạc không cùng há lại tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ can. Phẩm 33 quyển dù sanh tấn người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bao khổ cực nhọc thân làm lụng đệ tử cũng cách tôn quý tia tiền nghèo khổ giàu sang. Lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí suy nghĩ lo toan không nhà lo nhà quyến thuộc tài vật có hoàn không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người. Nên ít muốn vừa đủ lại còn lo sợ vô thường nướng lửa trộm cướp hoang gia trái chỗ lửa thiêu nước chìm thiêu tan sạch sẽ tâm ấy cứ không chịu buông xả màng chúng hết thở không ai tránh khỏi. Nghèo giàu như nhau sao khổ trăm môi thế nên ở đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không nên thông cảm nhau không nên tham tiếc nói năng hòa nhã định trong đối nhau. Hề có tranh cãi liền sanh giận dữ thành oán thù nhiều kiếm về sau sự việc ở đời đêm nhiều khổ lụy tuy chưa gặp phải phải gặp có ý tưởng ngăn trừ con người vì ai
dục nên phải sống chết qua lại sao nẻo từ chiều con. Vui không ai thay thế được lành giờ biến hóa theo đó đi thọ sanh không đồng tu họp không hàng kỳ lúng còn cường trang sao không nỗ lực tu tập đời đến lúc nào. Người đời không biến biết được tốt xấu ca cũng hòa phước thần trí ngu mùi lại theo cánh giáo điều khác liền tìm điên đảo nguồn gốc vô thường mê mờ không chịu xí xem. Chẳng tin kinh phá không biết lo xa say mê dần hờ tham đắm tai sáng tròn chăng ngừng nghỉ thật đáng thương thay đời trước ô mùi không biết đạo đức không ai chỉ bao đầu có là gì sanh tử luân hồi. Thiện ác bao ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có từ thứ nhìn lại nào cha khóc con khóc cha anh em vợ chồng than khóc lăn nhau một đời sanh tử tiếng đưa thương tiếc buồn thương trói buộc không sao giải nổi. Nghĩ nhớ anh sao không ngoài tình dù sao chẳng suy cùng sẽ khi chuyến tâm hành đạo khi tuổi già mãn hết không biết làm sao kẻ mê thì nhiều người ngộ đạo rất ít phần nhiều ôm lòng giết hại. Ăn khi tràn đầy làm điều hư dối trái ngựa trời đang mắng tình tạo tội khi mạng sống anh đoa vào an đạo không biết ngày ra các người phải nghĩ khi xa lìa điều á xin làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi. Đều phải ly bia chẳng có vui gì nên phải siêng năng tình tấn cầu sanh về cõi an là được trí huệ sáng suốt công đừng thù thân đừng theo tâm tham dục cô phù kinh giới uổng phí đời sau. Phẩm 34 tâm được mở sáng ngài Di Lặc Bồ Tát bành rằng bành đứng thế tôn lời thế tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ đức từ bi giải thoát ưu khổ Phật là đấng pháp vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh. Quang minh vô tận trí huệ không cùng đạo sư khắp cả trời người ngày nay được gặp phần lại được nghe hồng danh vô lượng thọ tâm trí được sáng tỏ rất là vui mừng. Phần bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp các hết lưỡi nghi dựng hết ai dục lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại. Khai thì chánh đạo độ người chưa độ cán người phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luân chuyển trong năm đường sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ già cũng khổ bệnh càng khổ hơn trên rất là đau khổ hồi thôi bận tình không có gì vui nên quyết các đức tẩy trừ tâm xấu nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhất. Trước từ đồ mình lại ra đồ người hết đã lòng cầu nguyện chưa nhóm căn lành chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi về sao được sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng.
Vĩnh viễn chứng sanh sanh tử, không còn khổ hoàn thọ mạng ngàn vạn kiếm tự tại tùy ý. Nên phải tinh tấn cầu đảm tâm nguyện, không được nghi ngờ. Như còn chúng nghi hoàng sẽ sanh về cung điện thân bao ở biên địa của nước Cực là chiếu ca tai anh trải qua 500 năm ngày Di Lặc bành phần bành đứng thế tôn. Chúng con xin vâng lời Phật dạy, khiêm cần tu học y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi ngờ. Bồ biết tâm kinh này mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ngộ Quẩn Giai Không Mà Độ Nhân Thiê Phổ Anh. Xa lời từ sáng bấn gì không không bấn gì sáng sáng tấn thì không không tấn thì sáng thọ tương hành thân diệt phùng như thì xa lời tử thì chữ pháp không ai tướng bất sanh bằng diệt bấn có bấn tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sáng vô thọ tương hành thân vô nhãn nhị tỷ địa thân ý vô sáng thanh hương vị pháp vô nhãn giới đại chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng đại chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng di vô sở đăng vô bồ đề tăng đoái bán nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cố vô hữu cũng vô biển ly điên đau mong thương cứu khánh niên bằng tam thế chư phần y ban nhã ba la mật đa cố đắc đắc a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố trì bằng nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chung thì vô đăng đăng chú năng trừ những thế khổ chân thiệt bấm ngư cô thuyên ban nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú biết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà vạn sanh quy định chân ngôn nam mô a di đà bà gia đà tha gia đà gia đà điện gia tham a di đà đô ba tề a di đà đa tăng đam ba tề a di đà đa tề ca lang đế a di đà đa tề ca lang đa gia di ni gia gia na di đà ca lệ ta bà nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa gia đa điện gia tha di đà đô ba tề a di đà đa tất đam ba tề a di đà đa tề ca lang đế di đà đa tỳ ca lăng đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đà đô bà tỳ a di đà đa tấn đam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa già di ni già già na di đa ca Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tô quang minh tự trang nghiêm mấy năm tu di uyển chuyên bình hào bốn biển lớn trong ngần mắt biên trong hào quang hoa vô số phần vô
sanh, cuối xin đấng từ bi tìm độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phá nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiêm mà độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa quang hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ trong viên thành toàn giác. Nam mô Phật Tạng Thân A Di Đà Phật.
Phật A Di Đà, bốn lòng xứng niệm. Cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân công tận bình tâm không hôn mê nhân
tâm niệm Phật, Phật và Thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thùy Từ Chân Tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hồ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc, tầng bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kiệt, khánh hà bảo bình an, thu tống tam tài đồng linh bất phước, một khẩu đắc Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thùy Từ Phóng Ngọc Hào Quang tiến dẫn chương lên vong lên cửu huyền thân tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lại đạo Phật tiền văn kinh thinh pháp tốc xả mê đồ siêu sanh tình a đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thời phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật a đạo. Nam mô đồng sanh về